cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng chớp và hiện tại đang nở hoa rất là chuẩn tại cửa hàng bên con. Và cái mặt hoa này là nó chớp luôn cái lưỡi rất là đẹp nha cô chú. Đây là một cái dòng đen chớp và cái mặt hoa này là dòng chớp sao băng. Hoa nở rất là chuẩn nha cô chú, chớp sao băng và chớp luôn cả lưỡi rất là đẹp. Và cái dòng sao băng này thì ngày hôm nay bên cửa hàng bên con đã bán hết một số cái lô kỳ hôm trước rồi. Hôm nay thì con có một số cái chậu kỳ sao băng mới con đã ươm và nó đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe, mới xuất ra để các cô chú mình về sưu tầm. Và cái này đem bằng chậu gấu dừa nên các cô chú mình về mình sẽ tách ra mình trồng lại nha cô chú. Mình cắt bớt cái dừa phía ngoài ra. Đây là mặt hoa chớp sao băng và mặt hoa chớp rất là chuẩn nha cô chú. Và hiện tại bên cửa hàng bên con sẽ bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 200.000 ba chậu. Đây là một hoa chớp sao băng, chớp luôn cả lưỡi rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan mình nằm ở phường 4 Tiên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là một hoa chớp sao băng nở tại cửa hàng nha cô chú, hoa rất là chuẩn. Và cái dòng sao băng này khoảng 2-3 năm trước nó rất là cao, giá cực kỳ cao luôn. Nó tầm khoảng 1 triệu mấy tới 2 triệu cộng thôi, nhưng mà hôm nay giá rất là mềm rồi. Đây là dòng chớp sao băng, mặt hoa rất là đẹp. Mã số là mã số không qua số. Đây còn bán với giá tiền là 200.000 ba kỳ thôi, không bị nhầm. 200.000 ba kỳ nha cô chú, mặt hoa chuẩn như hình. Chớp sao băng nở tại vườn. Đây. Và cây bên con là nói chung trước khi ở hè đi cũng đã xịt thuốc nấm mình hết rồi, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình nhận cây nha cô chú. Không có lo gì hết trơn á. Và cây bên con nè, đang trồng bằng chậu mô đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Hàng này là hàng của ươm kỳ lên và hôm nay đã xuống rễ con mới xuất ra. Đây là dòng chớp sao băng và cây này nhỏ hơn cái lô đợt trước nên con bán ra chỉ với giá tiền là 200.000 ba chậu thôi. Hôm trước thì con bán 100.000 một cộng á, mà hôm nay thì 200.000 được ba cộng. Và kích thước đang nằm ở mức là 10cm trở lên nha cô chú. Đang nằm ở mức là 10cm. Đó. Một số cây ngắn hơn tầm khoảng 8-9cm, nó chưa sơ xuất nha, tầm khoảng 1-2cm thôi. Đó. Kích thước hiện tại là tầm khoảng từ 7cm lên tới khoảng 15cm. Đây là dòng chớp sao băng. Và con bán ra với giá tiền là 200.000 ba chậu để cho các cô chú mình về sưu tầm. Cây đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú, tầm khoảng từ 6cm. 6cm nó lên tới 15cm. Và cây này nói chung là rất là lực rồi, đã xịt thuốc nấm hết rồi, nên các cô chú mình về mình cứ yên tâm sưu tầm. Tất cả đều đã ra rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là dòng chớp sao băng nè. Đó. Rễ ra như giá luôn nha cô chú, và cây cực kỳ khỏe. Và con bán chỉ với giá tiền là 200.000 ba chậu thôi. Cây này nói chung rất là đẹp cô chú. Mầm đang lên nè, đang nhú mầm nè, rất là lực. Đây là dòng chớp sao băng 200.000 ba kỳ nha cô chú. Giá này là giá rất là mềm và mặt hoa đã nở thực tế tại cửa hàng bên con rồi. Cái cây này là hàng trồng thuần tại Việt Nam nha cô chú, chứ không còn là hàng ở bên Thái nhập về nữa. Tại vì con đã trồng thuần tại vườn và đã xuống rễ, nó đã quen với khí hậu Việt Nam mình rồi. Nên mình về mà không có sợ cây nó bị trột hoặc là tuột lá nha cô chú. Đây là dòng chớp sao băng trồng thuần tại Việt Nam và đã xuống rễ rất là nhiều, cây cực kỳ khỏe luôn. Con bán ra với giá tiền là 200.000 ba chậu để cho các cô chú mình về sưu tầm. Chớp sao băng nha cô chú, 200.000 ba chậu, cây cực kỳ đẹp, cực khỏe luôn. Chớp sao băng 200.000 ba chậu. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4 Tiên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú, đây là dòng chớp sao băng